Đây là máng tẩy răng bằng nhựa dẻo của một bạn vừa mới đến tẩy lấy dấu hôm qua. Và đây cũng là cái ống thuốc tẩy thông dụng mà mình thường hay dùng, là thuốc tẩy Philips Zoom Night White 22%. Hôm nay mình muốn nhắc lại cái ưu nhược điểm của hai loại tẩy, hai cách tẩy mà thông dụng hiện nay ở những nha khoa thường dùng. Cách tẩy bằng máng tẩy nhựa dẻo và thuốc tẩy, đó là cách tẩy răng kinh điển. Thì tẩy răng theo cách này thì mình phải tốn nhiều thời gian hơn và răng sẽ lâu trắng hơn, nhưng mà an toàn hơn, không ê buốt răng nhiều. Bởi vì mình dùng cái thuốc tẩy nồng độ thuốc thấp. Còn nếu tẩy răng bằng đèn plasma kết hợp với thuốc tẩy mạnh ngay tại phòng nha thì ưu điểm là trắng rất nhanh, nhưng nhược điểm là sẽ gây ê buốt răng. Bởi vì để một thời gian ngắn mà răng muốn trắng lên nhanh thì tất nhiên là phải dùng cái thuốc tẩy mạnh hơn và kết hợp với đèn plasma. Cái phần đèn thì nó hỗ trợ một phần, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái phần mà thuốc tẩy. Mình ngậm thuốc tẩy không thì răng của mình cũng sẽ trắng. Và theo mình, nếu mà sử dụng lâu dài thì mình nên áp dụng phương pháp kinh điển sẽ tốt hơn. Mình có thể tẩy răng bất cứ lúc nào ở nhà khi mình có thời gian rảnh rỗi, thư giãn. Rồi, chúc mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.